Saffron là gì? Saffron là nhụy của bông hoa nghệ tây, một loại thảo dược được trồng chủ yếu ở các nước Trung Đông, trong đó Iran là nơi sản xuất 90% sản lượng saffron trên toàn thế giới. Đây là thứ gia vị đắt đỏ có dược tính cao, chứa các thành phần dược chất quý hiếm như saponin, picrolochin, crocitin, prokin, safraner. Cách đây 3.500 năm, người Hy Lạp, La Mã, Minoan, Ai Cập đã phát hiện ra những công dụng thần kỳ của saffron và được giới quý tộc hết sức ưa chuộng. Ngày nay y học hiện đại đã có nhiều nghiên cứu chứng minh những công dụng quý của saffron đối với sức khỏe, làm đẹp và sinh lý con người, như giúp ngủ ngon, chống oxy hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, cân bằng nội tiết tố, làm đẹp, tăng cường tiêu hóa, chống trầm cảm và stress, tăng trí nhớ, tăng cường sinh lý cho phái mạnh nha. Mình tin chắc rằng việc duy trì thói quen sử dụng saffron đều đặn sẽ giúp mọi người có được trải nghiệm và kết quả tuyệt vời. Cảm ơn và chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe.